mang cái cái đê giùm em nha. Dạ. Thay đúng giới tính cho em nha. Được chưa? Lưu ý, thay người là chúng ta thay nhanh, bởi vì bóng chúng ta liên tục bóng sống, không có bóng chết này, bóng ra ngoài ném vào trong. Cứ ném vào trong. Mời em đây. Sẵn sàng chưa? Lưu ý thủ môn lên trên giùm em luôn. Cầm bóng này không có thủ môn ạ. Chúng ta lên trên hết không có thủ môn. Một kèo hóa tay cho cuộc chiến chung kết giữa đội tím và đội hồng. Thời gian là 3 phút. Sau 1 phút 30 giây sự đổi bên. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa. Lớn nhạc nào không trai ơi. Hello Dũng đẹp trai đã có phòng tài chết. Yeah. Chưa bóng, chưa bóng, ta chỉ ghi chụp hết, chụp một hết rồi. Làm sao? Nhanh nha các chị ơi.
ơi. Ủa sao hai người đã vậy đâu vòng vòng vậy? Không nào. Ôi trời ơi. Hai bảo học là gì thế? Đá đi. Đá mạnh lên trên. Đúng rồi. Làm gì đây? Rồi té. Không nào. Cuộc chiến được kết quả là cực kỳ thắng lợi. Chúng ta còn 45 giây cuối cùng. Hiện nay đội tuyển đang tạm dẫn tỷ số là 2-0. 45 giây cuối cùng. Hay quá cô Tiến ơi, xong vô kẹo hồng xuống cầm bóng xuống. Đó, ủi vô. Ủi. Hay quá, giữ luôn đi, giữ hết giờ luôn. Yeah.